Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Những ngày qua, Thượng tọa Thích Chân Quang là cái tên gây nên nhiều ý kiến dư luận trái chiều, đặc biệt là những phát ngôn của Thượng tọa về luật nhân quả. Xung quanh phát ngôn về luật nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, Đại đức Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận với Tiền Phong, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4 nhằm kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang gây xôn xao dư luận. Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phản hồi. Giáo hội khẳng định Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý, không tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không tham gia ban lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, giáo hội đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là việc thuyết giảng trên không gian mạng. Liên quan về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, theo trang Phật giáo, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng, thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hay nằm võng. Thượng tọa Thích Chân Quang cũng khẳng định không được thờ Phật khi ở chung cư, cùng nhiều nội dung gây ra phản ứng trái chiều. Chẳng hạn, Thượng tọa Thích Chân Quang nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình hướng bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc mà đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích, đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Được biết, Thượng tọa Thích Chân Quang trú xứ tại chùa Phật Quang, còn gọi là Thiền Tôn Phật Quang, thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang là một giảng sư nổi tiếng, đã xuất bản hơn 2.000 đề tài thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD, có phụ đề nhiều ngôn ngữ, cùng những đầu sách như Luận về nhân quả, nghiệp và kết quả, Tâm lý đạo đức, Giáo trình thiền học, Giáo trình hoằng pháp, Kinh bộ, Nikaya, Pháp hoa, Pháp cú, Kinh kim cang, Bát nhã. Bộ truyện tranh đỉnh núi tuyết kể về cuộc đời Đức Phật, tranh nhân quả. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng tạo ra nhiều tranh cãi từ trước đến nay do có nhiều nội dung thuyết giảng trái chiều. Những ngày qua, cái tên Thích Minh Tuệ đang trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần, chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Người đàn ông có tên Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng. Đằng sau câu chuyện này là gì? Thế lực đen. Người đàn ông có tên Thích Minh Tuệ, được gọi là thầy, là nhà sư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông không phải là người tu hành đúng nghĩa. Điều này đã được Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định vào ngày 16 tháng 5. Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ chính là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, từng là nhân viên đo đạc địa chính. Người này cũng không tự nhận mình là thầy, nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của Đức Phật. Về bản chất, người đàn ông tên là Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường. Ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, hay còn gọi khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi thiện nghi. Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên Việt trước đây của ông không gây ra sự ồn ào nào. Lần này, chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả. Trong giáo pháp của Đức Phật
có 84.000 pháp môn tu. Thích Minh Tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ, không có sự đúng, sai, hơn, kém ở đây. Thế nhưng, để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tình hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ, rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh, quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó đã gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng gieo rắc, thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành. Đánh tráo khái niệm bằng một cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào. Bịa đặt rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu đám đông quây quanh, sư thầy đi bộ, gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch sẽ rêu rao, công an cản trở nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo. Chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to, cổng kín. Coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng. Mục đích thứ ba là cổ suý, anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Rêu rao rằng hiện nay người dân Việt Nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có Đức Phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình. Giữa tự do tôn giáo và tự do lợi dụng tôn giáo. Theo kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ, Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Còn theo số liệu từ Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng ni, tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và Đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định mọi người có quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày này, tín đồ Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản hàng năm.
Đây là một trong những minh chứng về việc Đảng, Nhà nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm.